Cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội 2023 được tổ chức từ năm 1990 đến năm 2007 đã giới thiệu tới đông đảo công chúng những giọng ca xuất sắc như nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm, các ca sĩ Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Nguyễn Ngọc Anh, Phương Nga, Ngọc Khuê. Trở lại với công chúng yêu nhạc sau nhiều năm tạm dừng, năm nay ban tổ chức đã lựa chọn chủ đề Thanh âm Hà Nội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân thủ đô, đồng thời tôn vinh những ca khúc viết về Hà Nội, những ca khúc mang hơi thở thời đại, ca ngợi thủ đô Hà Nội, thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại. Với đúng ý nghĩa dành cho đối tượng là thế hệ trẻ, chúng tôi quan tâm và triển khai tới Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của 30 quận huyện thị xã để khai thác cái lực lượng trẻ từ các xã phường thị trấn trong cái phong trào ca hát của thủ đô từ cấp độ cơ sở. Và một kênh khác đó là triển khai cái các bạn trẻ từ khối trong các trường phổ thông trung học, trường cao đẳng, trường đại học qua cái kênh của Thành đoàn Hà Nội để làm sao đưa các bạn trẻ vào cuộc để tạo đúng ý nghĩa một cái sân chơi cho thế hệ trẻ một cách lành mạnh, bổ ích. Tất cả những người thi cuộc thi mà giọng hát trẻ Hà Nội thì đều là những người đã trưởng thành cùng với giọng hát Hà Nội. Tức là hai cuộc thi này của chúng ta đã tạo nên một cái đội ngũ ca sĩ. Hiện nay họ đang rất là nổi tiếng. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, có độ tuổi từ 16 đến 25. Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng, trong đó vòng sơ loại sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 tới, vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 10 và vòng chung kết diễn ra vào ngày 20 tháng 10. Các thí sinh đăng ký trực tiếp tại phòng khai thác và tổ chức sự kiện Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, rạp Kim Đồng, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội. Ngoài ra, thí sinh có thể gửi email đăng ký qua địa chỉ thanhamhanoi2023@gmail.com.